Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Minh Sắc Đất Thắng nè. Em lên tiếp cho anh em bà con cô bác mình tham khảo con mới để đồng nè. Có mấy nhìn thấy nó còn liền lạc quá trời luôn anh em. Mỏ mẻ mỏ này. Mỏ mẻ cái này luôn rồi trời ơi, nó gắn cái gì đâu á. người ta khoe cũng vừa vừa, cái này khoe hàng quá luôn rồi anh em ơi. Cái này thì nó cái này là bị gặp mắt căn cửa luôn rồi chứ không còn môi nữa. Gặp mắt căn cửa, bụng nó gặp mắt căn cửa luôn anh em ơi. Cái này chắc nó câu mỏ mà câu quá. Quá dữ. Quá miết. Táp cái sức cái môi luôn. Trời ơi. Đẹp. Mấy cái màu nước sơn lóc còn đẹp đó. Đúng rồi. Bánh tráng cửa vừa ngày này đó không mà còn sáng lắm này thấy không? Có mấy nhìn thấy cái vàng đăng hơi là biết nó dữ rồi. Cái này là Tết 70 anh em, bê tông 80 ly. Cái nắp nước này anh em nào có chốt thì em tặng anh em bên này ha. Còn này có boe còn không? Không. Này không có boe em tặng cho anh em cái co mũ nha anh em ơi. Có sao em bán vậy nha em tặng. Bô lửa này là bô mới luôn. Nó không có bô lửa luôn. Anh em tặng cho anh em là cái co 42 đó anh em chùm vô đừng cho vô nước nè. Anh em nhớ là cái nào trong video em báo sao thì em tặng vậy ha. Cái nữa đừng có đòi em có boe ở trên thì cái máy này em sẽ bán rẻ cho anh em mình. Nhưng mà tiếc cái máy quá trời, cái máy nhìn nó liền đạt anh em ơi. Anh em nhìn kỹ giùm em. Cái này nếu mà rửa kỹ thì cái máy này nó không tệ đâu. Chắc chắn luôn. Chỉ dư nhất là cái mỏ này. Cái cơ nước sơn luôn. Hết biết. Heo mới chát luôn. Ngay lóc còn đẹp nhưng bằng ra anh em thấy còn sáng, cái nước đang thui luôn. Bô lửa để thay mới. Này không ăn thua gì hết. Cái này chỉ để dành báo nước thôi nè. Báo nước nè. Cái hơi nước nó tỏ nhiệt ra, anh em nhìn cái nắp không, nắp không có đẹp nè, cái chỗ nào mà dốc hết trình nhớt ra nó đẹp vậy đó. Cái này là về nó không có thùng dầu luôn anh em. Không có luôn hả? Không có luôn, chứ không phải em tháo tới luôn rồi. Nó mát hút nó mức bình thường rồi. Ờ, còn cái tôm theo máy tôm tắt gửi hai gảnh anh em, gửi hai gảnh. Còn máy số CVN, coi số máy nè. Nó dầu nước hay có cái nồi lao, cái nồi lao có nồi lao đó không hả? Có cái nước này cái gì khô khô rồi được lấy cái nồi lao sao lửa giờ mới nhận rất nhiều máy để đồng anh em ơi. Máy mà làm chuyển thì không có chứ máy để đồng là bao la luôn á. Cái gì chứ đẹp không có cái xấu thì đầy. Đẹp có xấu rồi nè. Đó, đó, đó. Cái cò nhớt của ta còn sáng rực luôn thấy không? Nhà lóc là anh em nhìn nè. Tại này đó, làm chùi chùi cái lên số rồi. 64001 anh em ơi, 64001. Máy móc cái điện bao ghi nên em mình tắt tầng tập anh em nhìn cốt nè. Anh em có biết nha. Nguyên bản. Pu ly gió mới nè anh em ơi. Là đây này xịt nước nè. Tụi em mà lúc trước còn chùi quá kỹ, giờ số lượng may quá trời thì chùi không nổi. Rồi đăng lên cho anh em bà con mình, nhớ bà con nào mà tin mắt ha, nhìn thấy là có biết nó còn im hay không, nó độ ghim còn hay không là bà con biết à. Rồi nhà em xếp hàng cho bà con mình đây. Bơm tịch chứ thôi. Ui. Thôi giữ anh em ơi. Cái này mà cái bô ghim bô ấm một cái gắn tới công chuyện luôn. Cái máy nước sơn còn đẹp quá. Rồi lớn lớn xuống lại đi.
quá im đúng không? Tiếng nghe còn dữ quá. Tại con đem cái can dầu lại cái con trai. Đem can dầu lại dưới cây chìa khóa 19 luôn. Đem can dầu dưới chìa khóa 19. Đem nhờ đứa cháu nhờ. Cái can dầu thử con ơi, can dầu thử á. Can dầu treo. Can dầu treo. Cái giờ. Cái giờ. Cái này con thử cái này nè. Hay để em nhờ phụng kết lại cho anh em bà con có bác mình coi cái nha. Cái máy này còn quá tịt anh em ơi. Bọt bèo không. Rồi. Máy này phải đựng mẹ mỏ cài phụng dầu cái máy này tới công chuyện luôn. Rồi em cũng xin báo giá anh em mà con có bắt mình luôn nha. Cái máy này thứ nhất là em bao zin anh em à, cái phần em thay là như cái này, cái ly được bên em có thay nè à, cái niền báo nhớt nè, niền rồi gột với vỏ luôn, niền gột vỏ luôn, về nó cho lỗi à. Về cho lỗi. Còn bên em có phần khắc phục là bên em là cái dặn cái găng cái nút mũ mọi nước là cho anh em nè, với tặng cho anh em mình một cái coi 42 để chậm vô cho nước mưa đụng vô nha. Còn cũng xin báo giá anh em mà con có bác mình luôn nha. Cái máy này em bán anh em là 3.9 em bao ship anh em. 3.9 anh em là tự chở thì em trừ là 400 là còn 3.5 nữa nè. Anh em nhìn cái tem máy nó mới, cái lốc nó mới nè. Cái này mà rửa ra nó anh em là tới công chuyện luôn á. Rửa ra là tới công chuyện rất là mới luôn anh em ơi, mà nó chỉ có điều nó mẻ mỏ nè. Với nó trụi, cái này mà anh em để đồng bơm nước ha. Rồi tuyệt vời dùng trời luôn. Nhờ em test lên cái bụng anh tiếc cái máy này quá à. Xong quay nhẹ nhàng như cung đàn bay bổng mà. Nó mẻ cái mỏ này. Rất là nhạy luôn. Có 3 triệu mấy rồi nè mọi người, để đồng bơm nước. Thứ nhất là nó chạy gió. Cái máy này em bơm 15 con đất là bẻ ru rồi. Thứ nhất là chạy gió. Thứ hai nó là máy nhập bãi. Rồi em chạy nó rất là bền, nó rất thao dầu. Rồi em cũng xin kết thúc cái giá tại đây anh em. Anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. 3.9 là em bao ship toàn quốc, còn nếu mà anh em tự vận chuyển tự chở thì em đến anh em là 3.5 nha. Anh em nào làm được máy này alo em. Rồi anh cảm ơn anh nhiều nha Phụng. Rồi chào tạm biệt anh em.